Chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong cái tiết số 3 của tuần số 21, trang 16, 17, vở luyện toán lớp 3, tập 2. Các em nhớ đây là tập 2 nha. Và trên kênh của chúng mình thì cũng đã có đầy đủ hết về môn toán lớp 3. Đó là sách toán, sách vở bài tập toán, rồi luyện toán lớp 3. Chưa? Và nếu mà các em học thì chúng ta cũng đã có lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7. Chưa? Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau vào bài thôi. Chú! Đấy, bài của chúng ta đây. Đến bài số 1 này. Viết tiếp vào cái chỗ chấm. Đấy. Vậy thì chúng ta có câu A này. Một năm thì có chấm 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 tháng. Một năm có bao nhiêu nhỉ? 12 tháng. Được chưa? Rồi. Trong một năm, các tháng có 30 ngày là... Vậy thì các em đã học ở trong sách toán rồi, đúng không? Các em biết được những tháng mà có 30 ngày. Đó là tháng đầu tiên gọi là tháng gì nhỉ? Tháng 4 nè. Tháng 6 nè. Tháng gì nữa? Tháng gì? Tháng 9 nè. Tháng 10, 11. Đấy, vậy thì đây là những cái tháng mà sẽ có 30 ngày nha. Vậy thì các tháng có 31 ngày thì sẽ là tháng 1. Tháng nào? Tháng 3. Tháng 2 đặc biệt nghe các em. Rồi, tháng gì nữa nhỉ? Tháng 5. Tháng 7. Tháng 8. Tháng 10. Và tháng 10, 12. Đó, được chưa? Rồi, tháng 2 thì là tháng đặc biệt, nên nó có 28 ngày nè, hoặc là 29 ngày. 29 ngày đây là ngày gì? Ngày đặc biệt. Bởi vì sao? 4 năm mới có ngày 29 tháng 2 nhá. Đấy, do vậy là em nào mà sinh nhật vào ngày 29 tháng 2 thì 4 năm mới có ngày 29 tháng 2. Được chưa? Đấy, rất là đặc biệt. Được chưa? Rồi, như vậy chúng ta xong bài số 1. Là xong bài số 2. Yêu cầu mình đặt tính rồi tính. Tức là đây chỉ là gì? Các cái phép tính thôi. Ta sẽ đến phép tính đầu tiên nè. 7 2 5 3 trừ 6 5 1 6 6 5 1 6. Rồi, giờ chúng ta thầy sẽ kẻ luôn nhá. Kẻ luôn bên này đi. Được chưa? Đó. 3 không trừ được cho 6, chúng ta phải lấy là 10. 13. 13 trừ 6 thì bằng 7. Viết 7 nhớ 1. 1 đây nhớ 1 là 2. 5 trừ 2 thì bằng 3. Được chưa? 2 không trừ cho 5. 12 trừ đi 5 bằng 7. Viết 7 nhớ 1. 6 này nhớ 1 là 7. Vậy thì 7 trừ 7 bằng 0. Chúng ta không có ghi. Kết quả là 737. Rồi. Chúng ta đến phép trừ tiếp theo. 4 5 1 9 trừ 6 5 6 6 5 6. Được chưa? 9 trừ đi 6 bằng mấy? 9 trừ đi 6 thì bằng 3. Được chưa? 1 không trừ được cho 5, phải lấy 11 trừ đi 5 thì bằng 6. 6 này nhớ 1 là 7. Vậy thì 5 không trừ cho 7, phải lấy 15 trừ đi 7. 15 trừ 7 thì bằng 8. 4 này trả 1 thì còn 3. Đấy, chưa? Đấy, chúng ta có thể nhớ trước trừ sau, hoặc trừ trước, hoặc là nhớ sau trừ trước, sau đó chúng ta gì? Nhớ cũng được, không vấn đề gì hết. Tùy theo thói quen của các em. Rồi, 5, 4, 6, 5 cộng với 7, 6, 4. 7, 6, 4. Rồi, thầy sẽ kẻ luôn hai cái phép trừ nha.
giờ này giờ các em học sinh nó đang đi học, nó do vậy là gì cũng rất là ọt. 5 với 4 là 9 nè. 6 cộng 6 bằng 12, viết 2 nhớ nhớ 1 đúng không? 7 này nhớ 1 là 8, vậy thì 4 cộng với 8 bằng 12, viết 2 nhớ nhớ 1, 5 nhớ 1 là 6. Ta sẽ có kết quả là 6220 29. Rồi chúng ta sang bài tiếp theo nào. 6 1 8 7 cộng với 3 6 4 5. 3 6 4 5. Rồi 7 cộng với 5 thì bằng 12, viết 2 nhớ nhớ 1. 8 cộng với 4 là 12, 12 nhớ 1, 13, viết 3 nhớ nhớ 1. 1 cộng với 6 bằng 7, 7 chúng ta nhớ 1 là 8. 6 cộng với 3 thì bằng 9, kết quả là 9832. Được chưa? Rồi, sang bài số 3. Họ cho mình đội 1 sửa 900. Này, đội số 1 này. Đội 1 thì sửa được bao nhiêu? 986 mét. Đây, 986 mét đường. Được chưa? Đội 2 sửa được số mét đường bằng 1/2. 1/2 của gì? Đội 1, tức là của đội 1 này chúng ta chia làm 2. 2 phần thì đội 2 đây nè. Đó, bằng 1/2, tức là bằng 1/2 của đội 1. Đúng chưa? Vậy thì giờ người ta hỏi cả hai đội đây này là được bao nhiêu mét gì? Mét đường. Đó, các em có hiểu chưa? Vậy thì muốn làm được cái này thì trước hết chúng ta phải tính được cái gì? Số mét đường của đội 2. Tính được thì chúng ta mới tính được số mét đường của cả gì? Hai đội. Được chưa? Quá dễ rồi đúng không? Chúng ta sẽ thực hiện lời giải thứ nhất nha. Đội 2 sửa được số mét đường là, hoặc là gì? Số mét đường đội 2 sửa được là cũng được. Được chưa? Tùy các em thôi. Ta sẽ trả lời là số mét đường đội 2 sửa được là. Đó. Được chưa? Đấy, sẽ bằng bao nhiêu? Sẽ bằng số mét đường của đội 1, tức là 986 này, chia cho gì? Chia cho 2. Được chưa? Chúng ta thực hiện phép chia. 986 chia cho 2. 9 chia cho 2 thì được 4, 42 là 8, còn dư 1. 18 chia 2 được 9, 92 18 hết. Hạ 6, 6 chia 2 được 3, 3 nhân 2 là 6 hết. Vậy thì đội 2 được là 493. 493 mét. Được chưa? Rồi. Vậy bây giờ đã có số mét đường đội 1, có số mét đường đội 2 thì chúng ta sẽ có số mét đường cả hai đội sửa được là. Đó, được chưa? Ta sẽ lấy số mét đường của đội 1 986 cộng với số mét đường đội 2 493. Rồi, giờ chúng ta đặt phép cộng thôi. 986 cộng với 493. Được chưa? 6 cộng với 3 bằng 9 nè. 8 cộng 9 17, viết 7 nhớ 1. 9 cộng 4 13 nhớ 1 là 10. 14, vậy thì cả hai đội sẽ sửa được là 1479. 1479 mét gì? Mét đường. Được chưa? Đó, và đây chính là đáp số. Như vậy cả hai đội sửa được là 1479
79 mét được. Rồi, xong nhá. Rồi, chúng ta sang bài tiếp theo, bài số 4 nào. Yêu cầu mình là điền cái số tích hợp vào ô trống. Vậy thì đây là những cái phép cộng thôi, và nó bị khuyết đúng không? Đó, nó bị khuyết thôi. Bây giờ chúng ta thấy nè, chúng ta phải nhẩm thôi nhá. Bao nhiêu cộng với 8 thì để ra số 5? Bao nhiêu cộng với 8 thì để ra số 5 nhỉ? Vậy thì chỉ có duy nhất đó là số mấy? Số 7 thôi, chứ không có cái số nào khác vào đây được đúng không? Đấy, vậy thì chắc chắn là đây phải là số 7 rồi, chứ không thể nào có cái số khác vực, bởi đây là tính cộng. Đấy, đây số 7 nè. 7 cộng với 8 bằng 15, viết 5 nhớ gì? Nhớ 1 nè. Đấy, chú ý nhớ 1 nha. Vậy thì bây giờ là 4 cộng với bao nhiêu, rồi nhớ thêm 1 nữa để được bằng 7. À, vậy thì rõ ràng nếu các em không nắm được thì cứ lấy 4, à 7 trừ đi 4. 7 trừ đi 4 thì bằng 3. 3 chúng ta lại trừ thêm cái này nữa, vậy thì chắc chắn nó sẽ ra cái số mà ta cần tìm, đó là 4. 4 này cộng với gì? 2 bằng 6, 6 nhớ 1 là 7, được chưa? Đấy. Rồi, bây giờ nè. Bao nhiêu cộng với 6 để được ra số 4? Chỉ có số gì? Số 8 thôi. 8 cộng với 6 bằng 14, viết 4 nhớ gì? Nhớ 1. 5 cộng 3 bằng 8, chúng ta nhớ 1 là 9. Đấy, các em hiểu cái cách làm chưa? Đấy, rất là dễ đúng không? Và các em có thể dừng video các em làm thôi. Nè, đây nhớ là phép trừ này. Bao nhiêu, 3 trừ đi bao nhiêu để được ra là gì? Kết quả là 6 này. Tức là 3 sẽ không trừ được cho cái số này đúng không? Chúng ta có thể lấy 13 trừ đi 6 thì sẽ ra số này thôi, được chưa? Vậy thì đây sẽ là số 7 đúng không? 13 trừ đi 7 thì bằng 6. Viết 6 nhớ 1, chúng ta nhớ đây nhớ 1 nhá, được chưa? Bao nhiêu trừ đi 5, tức là bao nhiêu trừ đi 6 này, thì để được ra 8. Đấy, chúng ta có 8 ở đây rồi. Bao nhiêu trừ đi 6 thì để được ra 8? Chỉ có mấy đây? Bao nhiêu mà trừ đi 6 để được ra 8 thì chắc chắn ở đây phải là 9 hả? Có không? Không được, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ lấy nè. Đây là 8 nè. 8 tức là hiệu, đúng không? Hiệu nè. Đây là số bị trừ, đây là số trừ và đây là gì? Là hiệu. Vậy giờ muốn biết nó bao nhiêu thì chúng ta sẽ lấy gì? Lấy số gì? Hiệu cộng với số trừ, tức là 8 cộng với 5 bằng 13. 13 bây giờ chúng ta có thêm một cái nhớ đây nè, sẽ là bao nhiêu? 14 không? Đúng không? Đấy, vậy thì số duy nhất ở đây sẽ là mấy đây? Là 3 đúng không? 3 được không? 3 tức là 13, 13 trừ đi 5 thì bằng 8, nhưng mà chúng ta phải trả gì? Trả 1. Do vậy thì phải số gì? Số 2 đúng không? Số 2 đây tức là 12 trừ đi 6. 12 trừ đi 6 thì đâu bằng 8 được, đúng không? Đấy. Không biết các em có hiểu cái chỗ này không? Bởi vì sao? Bởi vì thầy sẽ thấy các em sẽ không nắm được. Ở bên này thì dễ rồi đúng không? 13 trừ đi 7 thì bằng 6 nè, được chưa? Đấy. Chúng ta còn đang bị nhớ ở cái bên này. Bởi vì sao? 3 này không trừ cho 7. Đó. Vậy thì cái số 5 này này, chúng ta sẽ nhớ 1, nó sẽ là 6 này. Hiệu của nó sẽ là gì? Là 8. Vậy thì bao nhiêu ở trên này nè, tức là số bị trừ ở trên này, bao nhiêu đây nè, trừ đi cái số 6 để được ra cái đuôi là 8. Thì chúng ta có thể thấy là 8 cộng 6 nó sẽ ra số 14 đúng không? Đấy, vậy thì giờ nó phải nhớ thêm 1 nữa. Vậy thì chúng ta sẽ lấy lên là 15. Đúng không? 15 trừ đi 6 bằng 8 không? Không. Vậy thì đây chắc chắn là phải số gì? Số 4 đúng không? Là 14 nè. 14 trừ đi 6 thì sẽ ra gì? Ra 8. Đấy, vậy thì đây là số 4 nhá. Đấy, chú ý nhá.
14 trừ đi 6 thì bằng 8. Lại viết 8 nhớ gì? Nhớ 1 tiếp. Vậy thì bây giờ 9 trừ đi bao nhiêu để được ra 4? Bởi vì cái này lại nhớ 1 nữa nè. Được chưa? Vậy thì 9 trừ bao nhiêu được ra 4 thì chúng ta chỉ cần lấy 9 trừ 4 thôi, nó sẽ ra số này số gì? Số 5. Được chưa? Vậy thì 9 trừ 5 bằng 4. Được không? Bằng 4, nhưng mà chúng ta còn đang nhớ 1 ở đây, do vậy thì đây phải là số gì? Số 4 này. Đấy. Được chưa? Và cuối cùng thì 8 trừ 3 bằng 5. Đấy, chúng ta chú ý cái phần này nha, bởi vì thầy nghĩ chắc chắn sẽ nhiều em sẽ không hiểu ở chỗ này đâu. Đấy, chúng ta phải chú ý nè. Được chưa? Nhớ nha. Rồi, tiếp theo nè. Bây giờ là 9 trừ đi bao nhiêu thì để được 3? Cái này thì quá dễ rồi đúng không? 9 trừ 6 sẽ bằng gì? Bằng 3 nè. Bao nhiêu trừ đi 6 để được bằng 6 nè? Vậy thì chắc chắn phải là số gì? Số 2. 12 trừ 6 để được bằng 6. Thì nhớ ở đây chúng ta phải là nhớ 1 nha. Vậy thì 7 nè. 7 này trừ đi 3 thì còn 4, nhưng mà phải trả 1 ở đây nè. Đây sẽ là số gì? Số 3 nhá. Được chưa? Rồi, vậy thì giờ hết rồi. Bao nhiêu trừ đi 2 thì để được 5? Vậy thì phải là số gì? Số 7. Đó, được chưa? Xong nhá. Rồi, tiếp theo sang bài số 5 là bài toán tìm x. Thì làm toán tìm x thầy đã nhắc rất là nhiều, chúng ta phải xem x đóng ở vai trò gì nha. Chúng ta có x trừ nè, bên này cái vế này có phép chia, chúng ta phải tạm thời chưa có động gì tới x đúng không? 3, 6, 2, 7 bằng. Giờ chúng ta thực hiện phép chia nè. 8, 5, 8 chia cho 2. 8 chia cho 2 được 4, 4 x 2 bằng 8 hết. 5, 5 chia 2 bằng 2, 2 x 2 bằng 4, 5 trừ 4 còn 1, 18 chia cho 2 được gì? 9 đúng không? 9, 2, 18 hết. Vậy thì đây sẽ bằng 429. Được chưa? 4, 2, 9. Vậy thì x ở đây nó là số gì đây? Số bị trừ, số trừ và hiệu. Vậy thì bây giờ chúng ta chỉ cần tính thì x sẽ bằng hiệu là 4, 2, 9 cộng với số gì? Số trừ, tức là 3, 6, 2, 7. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta cộng vào 3, 6, 2, 7 nè. 3, 6, 2, 7 cộng với 4, 2, 9. Được chưa? 7 cộng 9, 16. Viết 6 nhớ, nhớ 1. 2 cộng 2 bằng 4, nhớ 1 là 5. 6, 4 là 10. Viết 0 nhớ 1. 3 nhớ 1 là 4. Đó sẽ là 4, 0, 5, 5, 6. Được chưa? 4, 0, 5, 6. Rồi, tiếp theo. Cũng giống như ở câu A thì câu B này, chúng ta cũng phải làm phép tính gì? Trừ ở bên này trước đã nhỉ. 5, 8, 2, 6 cộng với x nè. Bằng nè. Bây giờ chúng ta phải trừ cái này xem ra bao nhiêu. 9, 3, 5, 2, trừ 4, 3, 5. 12 trừ đi 5 thì bằng 7. 3 này nhớ 1 là 4. 5 trừ 4 bằng 1. 13 trừ 4 bằng 9. 9 này trừ 1 bằng 8. Vậy sẽ là 8, 9, 1, 7. Được chưa? 8, 9, 1, 7. Được chưa? Vậy thì bây giờ mới dễ nè. Số hạng tổng. Vậy thì x đây là một số hạng thì sẽ bằng tổng là 8, 9, 1, 7 trừ 5, 8, 2, 6. 5, 8, 2, 6. Được chưa? Bây giờ chúng ta làm phép trừ thôi. Trừ đi nè. Thầy viết luôn đây nha. 5, 8, 2, 6 nè. Rồi. 7 trừ 6 bằng 1. 11 trừ 2 thì bằng 9. 9 này trừ đi 8 còn 1 trả là hết. 8 trừ 5 bằng 3. Vậy sẽ là 3.099.
91. Được chưa? X sẽ bằng 3091. Đấy, được chưa? Rồi, như vậy thì chúng ta đã thực hiện xong được cái tiết số 3 của cái tuần số 21 này nhá. Và như thường lệ các em, nếu thấy video này hữu ích thì đừng quên chia sẻ và giới thiệu đến các bạn nha. Rồi, tạm biệt các em.